gì vậy ông? Chuyện này thì các ông cũng biết rồi, các bà cũng biết rồi. Thế gian lắm kẻ lòng người, cướp chồng cướp vợ, cướp thơ của người, đăng lên dáng vẻ lạ lơi, câu like mấy kẻ dở đời tán dương. À, chuyện này thì cũng thường tình thôi mà, ông nói gì lạ kỳ. Em cái thương tích đến thơ của người ta đăng lên rồi cô ông này ông bà nọ rồi nói thơ rồi không biết là cái chuyện đó là cái chuyện mà đạo thơ. Còn tôi kể cái này là cái chuyện có thật. À, bài thơ này là của cái cô Hoàng Khánh Linh. Cô này thì làm thơ nhiều lắm. À, thôi nói dài dòng. Thế gian lắm kẻ lòng lừa, cướp chồng cướp vợ, cướp thơ của người. Đọc thơ
đọc đọc xong không hết, kính bé thơ về. Yeah.